Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh 3 sao bản đồ. Bản đồ giấy, paper map. Ở Tahoe 9, 10, 11 và 12 trong Clash of Clans tại phần chơi đơn bản đồ GOBLIN map. Và hãy chắc chắn rằng các bạn đã bấm đăng ký kênh Akari Gaming, bấm vào hình